Xin chào các bạn đã quay trở lại với Mobile City. Cuối cùng, Red Magic đã cho ra mắt sản phẩm mới của mình, bao gồm Red Magic 8 Pro và Red Magic 8 Pro Plus. Trái ngược với các dòng Red Magic trước đó, Red Magic 8 Pro mang thiết kế hoàn toàn mới. Cuối cùng, gaming phone cũng đu trend vun vức các bạn ạ. Có camera ẩn dưới màn hình, ẩn hoàn toàn luôn nha. Dù cho bạn nhìn ở góc độ nào cũng thế thôi, đều không thấy cam selfie. Quả viền màn hình hai bên dày 1,48mm, viền trên và dưới không đều nhau, có độ dày lần lượt là 1,68 và 2,28mm. Giải đèn LED RGB nằm ở các góc của máy và dòng chữ Red Magic có thiết kế mới nha. Có đúng phiên bản màu đen thôi, trong đó có cái phiên bản màu trong suốt làm từ kính và cái bản màu đen khác không chính xác là làm từ vật liệu gì. Thiết kế mặt trước là mình liên tưởng đến dòng Galaxy Note của Samsung, viền mỏng, màn hình lớn với kích thước là 6,8 inch, sử dụng tấm nền là AMOLED và có chỉ số PWM tương đối cao là 1440Hz. Đến cái phần quan trọng nhất là về hiệu năng, những công nghệ mới nhất đều được trang bị cho mẫu gaming phone mới này, Snapdragon 8 Gen 2 với điểm số AnTuTu là 1.348.000 điểm, có hỗ trợ cái giao diện Red Magic OS 6.0. Và với Red Magic họ cũng tự phát triển cái con chip R2 giúp kiểm soát và cải thiện trải nghiệm âm thanh hình ảnh, cụ thể là hiệu ứng ánh sáng và bóng tối được chân thực hơn. Bên cạnh đó, trải nghiệm vút chạm khi mà chơi game cũng tốt hơn. Và một khái niệm mới, tản nhiệt chất lỏng VC3D đầu tiên có thể tích là 2068mm khối. Trình độ tiếng Trung của mình có hạn, anh em nào hiểu hết ý nghĩa của đoạn này có thể chia sẻ ở dưới comment để anh em cùng hiểu nha. Công nghệ tản nhiệt mới giúp tăng 100% khả năng tản nhiệt so với lại tản nhiệt truyền thống. Và đặc trưng của Red Magic có quạt cơ quay với tốc độ là 20.000 vòng trên 1 phút, cùng thiết kế khu vực dẫn nhiệt cũng khác so với lại thế tiền nhiệm và hệ thống làm mát IC11. Điều đó chứng tỏ một lần nữa khả năng tản nhiệt bá đạo trên Red Magic 8 Pro và Red Magic 8 Pro Plus khiến anh em phải trầm trồ đấy. Và Red Magic có dẫn chứng chơi Genshin Impact max setting trong 1 giờ nha. FPS suýt nữa thẳng như một sợi chỉ và cùng nhiệt độ là 41,3 độ C so với Red Magic 7S Pro ấy, coi như là 9,5 với 10. Đấy, và chơi game như này là cũng ghê đấy. Trigger cảm ứng có tần số lấy mẫu cảm ứng là 520Hz, màn hình có tần số lấy mẫu cảm ứng là 960Hz. Theo như Red Magic có quảng cáo, các bạn sẽ được trải nghiệm cái rung 4D, nghe cái gì cũng sợ đúng không? Và với Red Magic 8 Pro và Red Magic 8 Pro Plus sẽ có 3 mic nha các bạn, có trang bị jack cắm 3.5. Một thứ nâng cấp rất giá trị trên Red Magic các bạn ơi, đó là về dung lượng pin. Dung lượng pin trên Red Magic 8 Pro đã nâng cấp là 6.000 mAh và công suất sạc là 80W cho thời gian sạc đầy 100% pin, đâu đó khoảng 35 phút. Cái này là ông Rockphone cũng dè chừng đấy. Bây giờ Red Magic pin nó không phải yếu nữa rồi. Và với Red Magic 8 Pro chúng ta sẽ có dung lượng pin là 5.000 mAh, công suất sạc đi kèm là 165W và chỉ mất 14 phút để sạc đầy 100% pin. Tất nhiên là máy sẽ hỗ trợ USB Type-C 3.2 Gen 1 rồi. Vậy thì về cái mức giá cho Red Magic 8 Pro và Red Magic 8 Pro là bao nhiêu? Với Red Magic 8 Pro cho cái phiên bản rẻ nhất là 8128 là 3.999 nhân dân tệ, khoảng 13,5 triệu đồng. Wow, cái mức giá này là khá là thơm các bạn ơi. Còn với Red Magic 8 Pro Plus, mức giá rẻ nhất cho cái phiên bản 12256 là 5.199 nhân dân tệ, tức là khoảng 17,6 triệu đồng. Như vậy giữa Red Magic 8 Pro và Red Magic 8 Pro Plus nó sẽ hơn nhiều về cái gì? Đầu tiên, chúng ta sẽ có RAM lớn hơn, bộ nhớ trong nhiều hơn và về cái công suất sạc cũng cao hơn nữa. Chỉ có 3 cái điểm đấy thôi mà chênh nhau tầm khoảng 4 triệu thì các bạn thấy là nó có xứng đáng hay là không? Đừng quên để lại comment ở bên dưới nhé. Và sớm thôi, khi mà có máy ở trên tay mình sẽ trải nghiệm và đánh giá nhanh cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.